từ ngày cây đàn tính 12 giây hoàn thiện, ông Thục coi nó như người bạn tâm tình của mình. Những bài hát then về quê hương, về những nét đẹp văn hóa của mảnh đất Ba Bể đã mang một màu sắc mới, một thanh âm mới khi được cất lên cùng với âm vực phong phú của cây đàn truyền thuyết. Là làng mạc đông vui sung túc vì do một trời muôn thử nhân đức trong làng, xem có tình thương hàng xóm hay không. Mới có chuyện bò là lạc vào trong bàn trong mương, dân tình chưa biết to tường liền thịt, ít lâu sau có một người ăn mặc rách rưới đến tìm bò, hỏi ai cũng bảo tôi chẳng biết tôi chẳng hay. Người tìm bò đi qua đâu đều thấy cử đóng thêm cài và đựng thêm câu chửi, đồ khô rách ao ôm cò cút luôn thì bảo về chiều người tìm bò đi mai đến nhà bà già mai cuối thôn. Bà đồng ý ôn tồn cùng khách nhà rách nát có bát cơm xoàng, nếu người không chê vào nhà nghỉ tạm. Người tìm bò vui vẻ cảm ơn, bà có tấm lòng son tốt quá vậy, bà có thấy con bò lạ nào lạc qua đây không. Bà trả lời một câu có biết họ đã bắt về thịt ấm rồi, còn chia tôi miếng da và cái đuôi, còn đó khách tìm bò mới tỏ sự việc đã rõ rồi. Xin được cảm ơn bà, tôi về tôi không ngủ.